Nè. Nè, lần sau ăn bánh không có được dục vỏ lung tung vậy nghe chưa? Mà em biết không, với cái vỏ không này nè, chị có thể làm ra một con vật đó. Thật không? Chị sẽ làm cho em xem. Để có thể làm được những con vật siêu dễ thương thì các bạn cần phải có hộp vỏ bánh của BBK như là Hurra Deli nè, Rosie, Goody và Orenco. Nhưng mà các bạn nhớ là phải có cái bao bì phải giống như vậy thì mới được nha. Nhưng mà mỗi hộp bánh thì sẽ có một con vật khác nhau. Như của BB và BK đó chính là bạn heo, rất là dễ thương đây. Nhưng mà để các bạn có thể làm được một con vật thì các bạn cần phải có kéo và băng keo hai mặt. Nhưng mà nếu như các bạn không có băng keo hai mặt, các bạn có thể dùng hồ dán dính siêu dính luôn nha, thì mới có thể nối các mảnh ghép lại với nhau được. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu làm thôi. Mình có cái hộp rồi nè. Nhưng mà Bika ơi, làm sao mà mình có thể giải cứu chú heo ra bây giờ? À, bây giờ mình lấy kéo mình cắt. Ôi, thông minh. Tưng. Đây là cây kéo phép thuật đây. Thì mình sẽ dùng cây kéo đó để giải cứu chú heo ra. Nhưng mà Bika có thấy không nè, ở trên cái hộp á có những cái đường viền. Bika chỉ cần cắt theo những cái đường viền đó thôi là ra được cái thân của con heo rồi. Ủa, nhưng mà có cái thân rồi, sao chị không thấy cái đầu của con heo đâu hết vậy Bika? Ừ, ở đây nè. Trời ơi, đúng là Bika nhà mình thông minh. Đây, thì bây giờ chị sẽ đưa cho Bika một hộp nha. Bika hãy cắt đi. Wow. Nè, nhưng mà Bika phải cắt thật là cẩn thận, nếu không á là sẽ bị đứt tay đó nghe chưa? Dạ. Thôi, cắt thôi. Cắt. Là mình đã cắt xong phần thân với lại phần đầu rồi đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gấp cái này lại. Bika nhìn theo chị nè. Mình sẽ gấp theo những cái đường cách gì nè, Bika thấy không? Thấy. Đó. Nhưng mà cho chị đối Bika một câu hỏi nha. Làm sao mà mình có thể bảo vệ môi trường nè, mà còn có thể tạo được không khí trong lành trong gia đình mình nữa? Bây giờ mình trồng cây khế nè, mình trồng cây mận nè, thế là mình trồng vườn hoa nhiều, nó mới tốt về sức khỏe nè, nhiều không khí trong lành nè. Cô em dạy á, là bông hoa nó có siêu năng lực là biến tất cả mọi thứ, không biến tất cả thế giới này nè không khí trong lành luôn. Bika thông minh quá ta. Nhưng mà ngoài cái việc trồng cây đó, Bika còn phải không được xả rác. Giống như là nãy cái việc mà Bika ăn vậy rồi xong rồi Bika xả rác vậy là không có tốt. Bika phải biết tận dụng những cái chai nhựa nè, rồi những cái hộp giấy, Bika biến nó thành bạn của Bika đó. Ủa, thiệt không? Thiệt. Nè, ví dụ như là chai nhựa Bika có thể biến thành cái lọ bút, kiểu như là Iron Man nè hay là Superman đó. Hoặc là giống như cái việc mà tụi mình đang làm đây, từ cái hộp giấy mà bây giờ chúng ta đã biến thành những con vật siêu đáng yêu rồi này, đúng không? Thì bây giờ Bika nhìn chị gấp nha, chúng ta gần xong rồi. Vậy là chúng ta chỉ cần một bước nữa thôi là sẽ hoàn thành hai bạn này rồi nè. Thì bây giờ Bika chỉ cần đính vào hai miếng băng keo như vậy, sau đó mình dán vào hộp thôi là xong. Thì ở đây nè, chị có dán sẵn cho Bika rồi nè, Bika chỉ cần đính thôi. Bika đính đi. Đây. Ta-da, xong rồi. Yeah. Yeah. Vậy là Bika đã có hai bạn chuột và bạn heo siêu dễ thương rồi đây. Chị tặng cho Bika đó. Bika có thích không? Thích. Vậy Bika có vui không? Dạ vui. Vậy Bika sẽ làm gì với hai bạn này? Một bạn chuột á thì Bika sẽ để trên bàn, còn một bạn heo á thì Bika sẽ để trên giường. Để Bika có hai bạn rồi, để
Pika nói chuyện với hai bạn này. Ôi, Pika dễ thương quá à. Pika ơi, Pika có muốn là chị sẽ tặng thêm cho Pika nhiều bạn khác để làm bạn chung với bạn heo của Pika không? Dạ muốn. Nhưng mà nếu Pika muốn nhận được món quà của chị, Pika phải vượt qua thử thách của chị. Đó chính là bây giờ chị sẽ đưa cho Pika vài câu hỏi. Nếu Pika trả lời đúng thì quà sẽ thuộc về Pika. Còn nếu như mà trả lời sai thì Pika phải chịu hình phạt từ chị đó. Pika có chấp nhận không? Phải chấp nhận. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi đầu tiên. Thì đố Pika biết mèo Doraemon với mèo Doremi chơi quánh tù xì thì ai thắng? Doraemon. Sai rồi. Biết tại sao sai không? Tại sao? Tại vì á, Doraemon với Doremi á, tay hai bạn đó là hai cái nắm đấm vậy nè. Là khi mà đánh tù xì á là ra búa là huề nhau chứ. Không sao hết. Bây giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ hai. Thì đố Pika là hổ có thuộc loài mèo không? Thuộc có. Giỏi quá. Đúng rồi, hổ thuộc loài mèo tại vì bạn hổ có hai cái tay ngắn giống như là mèo nè, với lại có cả ria nè, xong rồi có vuốt nữa giống như con mèo đúng không? Thì món quà đầu tiên đó chính là bạn hổ đâu rồi? Đây, một bạn hổ dành cho Pika. Đố Pika biết con rồng với con thằn lằn thì con nào biết bay? Con rồng. Đúng rồi. Pika có phải là Pika hay coi phim hoạt hình này xong rồi Pika thấy là con rồng nó hay bay đúng không? Đúng rồi, thì đây một món quà con rồng dành cho Pika. Tiếp theo sẽ tới, bây giờ chị sẽ đố Pika nha, là ngựa vằn, ngựa tam thể và ngựa đốm, đâu là tên của con vật? Ngựa đốm. Rồi, sai rồi. Ngựa vằn đó Pika ơi. Hình như là lần trước á, mẹ dắt tụi mình đi sở thú chơi, Pika đã một lần thấy con ngựa vằn rồi đó. Đúng không? Là con ngựa mà có những cái sọc đen nè, ngựa màu trắng có sọc đen á, Pika nhớ không? Em nhớ. Pika quên rồi, búng má một cái. Đăng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới với con vật tiếp theo để chị coi con gì đây ta. Đố Pika biết nha, con khỉ thích ăn gì nhất? Ăn chuối, ăn chôm chôm hay ăn mẳng cục? Ăn chuối. Đúng rồi. Có phải là lần trước á mình đi sở thú á, xong rồi Pika đã có một lần mua chuối xong mình đưa cho mấy bạn khỉ ăn đúng không? Trời ơi, Pika nhớ giỏi quá. Đâu rồi, khỉ đâu? Đây, một bạn khỉ cho Pika. Pika thích không? Thích. Ok, mình sẽ đặt ở đây ha. Mình sẽ tới với con vật tiếp theo. Con gì màu đỏ, lông mượt như tơ, sáng sớm tinh mơ, gọi người ta dậy là con gì? Là con gà trống hay gà mái hay là gà con? Gà con. Ôi, sai rồi. Con gà con làm sao mà gọi được? Con gà con là không có gáy đâu, chỉ có con gà trống mới gáy thôi. Buồn quá đi. Thì không sao hết. Mình sẽ qua câu hỏi tiếp theo. Đố Pika nha. Con gì không có chân mà vẫn có thể leo được ở trên đỉnh núi? Con gà, con rắn hay là con trâu? Con trâu. Ôi, con trâu có chân mà. Sai rồi. Đó chính là con rắn. Tại vì con rắn á là loài động vật bò sát và nó sẽ chỉ trườn thôi, nó trườn trườn nó leo lên vậy nè. Đó. Không sao hết. Chị vẫn còn rất là nhiều con ở trong đây. À, chị đố em nha, chuyện cổ tích nào mà có xuất hiện chú dê Bạch Tuyết và bảy chú lùn nè, cô bé vàng khăn đỏ hay là chó sói và bảy chú dê? Chú dê. Đúng rồi, tại vì cái tên của nó là có chú dê thì chắc chắn là có chú dê đúng không? À, một câu hỏi quá là dễ luôn. Đây, một bé dê cho Pika. À, đây, xé vào đây nha. Như là con chó đốm, chị đố Pika biết nha. Chó đốm á là nó có đốm đen ở trên lông trắng hay là nó có đốm trắng ở trên lông đen? Nó có đốm trắng trên lông đen. Sai rồi. Nó là nó có cái đốm đen ở trên lông trắng. Hiểu không? Là cái lông nó màu trắng này xong nó có mấy cái đốm đen đó, đốm đen á. Hình phạt. Băng. Ok, để chị coi coi, chị còn con gì nữa đây?
À chị nhớ rồi. Chị đố Pika biết nha. Con gì có cái sừng dài ơi là dài? Con trâu nè, con chuột nè, hay là con bò? Con trâu. Đúng rồi, con trâu có sừng dài ơi là dài đúng không? Dạ. Đúng rồi. Đấy. Hay quá. Lần trước á mẹ dắt tụi mình về quê á, cái xong rồi mình đi ngang qua mấy cánh đồng mình thấy có con trâu đúng không? Con trâu có sừng nó dài ơi là dài luôn đúng không? Dạ. Giỏi quá. Ê. Chị đố em nha, con gì ăn no xong rồi bụng thì to nữa nè, mắt thì hiếp xong rồi còn kêu ụt ịt nữa là con gì ta? Con gì, con gì? Con gà. Con gì? Nè chị gợi ý nha, con heo, con bò hay là con gà? Con bò hả? Con heo. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà con heo là nãy chị đã làm tặng cho em rồi nên là mình không tính cái đó nha. Ok. Đâu rồi, câu hỏi nữa. Pika có biết bộ phim Tom and Jerry không? Biết. Vậy chị đố Pika biết nha. Trong bộ phim đó thì Jerry là con chuột hay là con chó hay là con mèo? Con chuột. Đúng rồi. Đây. Ủa không, con chuột là nãy mình làm luôn rồi nè đó. Không tính luôn nha. Ở đây Bibi và Pika đã có những bạn như là bạn Tí, bạn Sủ, bạn Dần, bạn Mèo rồi nè. Các bạn vẫn có thể sưu tập thêm nữa là bằng cách có thể đi tới siêu thị hay là những cửa hàng tạp hóa để mua về và sau đó là sưu tầm giống như là Bibi và Pika. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.